Người cha người mẹ thì ai cũng vậy thôi, đều có một tâm nguyện duy nhất là mong sao con cái của mình yên bề gia thất, chọn được một cuộc hôn nhân hoàn mỹ để xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng đạt được cái mong muốn đó. Đồng cảnh, hai người cũng đều là một lần đổ vỡ và đều có con. Thế rồi nay mai thành lập một cái gia đình mới. Chúng tôi thì cũng gần đất xa trời rồi, 80 rồi, cũng không thể nào ở mãi với con với cháu để mà trông nom cho con cháu được. Chỉ có một cái ước mong duy nhất là con mình sẽ xây dựng được một cái tổ ấm và là lần cuối cùng trong cuộc đời của nó. Cảm ơn bác nhiều. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Hai bây giờ mà anh giới thiệu về mình. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường, xin chào các quý vị khán giả. Mình tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 1968, quê Hà Nội, hiện tại sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc là kinh doanh, mà cụ thể là mình với một người bạn có mở một cái tiệm về sửa chữa và buôn bán điện thoại di động và máy tính bảng. Rồi, mời bạn nữ. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, cùng quý vị khán giả, cùng anh ở bên kia rèm. Em tên là Dương Kim Huệ, em hiện 38 tuổi và đang sinh sống và làm việc tại thành phố Bến Tre. Em hiện tại là chủ tịch hội phụ nữ của phường Phú Khương, thành phố Bến Tre. Rồi, vậy là hôm nay mình lên đây tham gia chương trình ha. Điểm mạnh, điểm yếu của chị là gì? Điểm mạnh, điểm yếu thì cũng rất là nhiều. Nhưng mà nổi nhất đó là sự tự tin và hoạt bát trong mọi công việc và cũng có óc cầu tiến. Còn cái điểm yếu thì nói thật là rất sợ tăng cân, nhưng mà vẫn tăng cân đều đều. Rồi không sao, sau chương trình liên hệ với Cát Tường để được giảm cân nha. Dạ. Anh ơi, anh nghe chị Huệ giới thiệu rồi ha, còn điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì nè? Điểm mạnh của mình ấy, thì là mình tự là một người hiền lành, chăm chỉ, chịu khó ca hát, rồi biết đàn, rồi là thích chơi thể thao, rất thích đi du lịch và cũng có thời gian sống rất lâu ở bên nước ngoài. Anh sống nước ngoài bao lâu rồi anh? Chắc cũng gần 20 năm ấy. Ở đâu anh? Trước thì mình có qua bên Tiệp, qua bên Slovenia học, sau đó là đi qua bên Hà Lan sống. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì mình có qua được rất nhiều nước. Đông Âu thì có qua Ba Lan, rồi qua Đức, Cộng hòa Séc, rồi qua Hung, rồi qua Bulgaria. Nhưng rồi qua đó anh làm gì? Đi chơi ạ. Đi chơi mà tới 20 năm chứ ạ? Không, đấy là mình đi được các nước để chơi thôi. Còn mình sống thì sống ở bên nước Slovenia là cũng khoảng 4-5 năm. Anh làm công việc gì bên đó? Mình là đi qua học nghề thợ hàn. Có một thời gian sống ở Đức khoảng 2 công năm. Công nhận anh sướng thiệt nha. Linh cũng đi được hai nước rồi đó, Lào với Campuchia đó. Chắc tình trường của anh rải rác khắp mọi nơi quá à. Chắc vậy đó. Em tò mò cái tình trường của anh quá anh ơi. Cái tình trường thì như thế này đi, mình dáng chia sẻ ngắn gọn là sau khi về Việt Nam mình có quen rồi, nhưng mà cái thời gian tìm hiểu nó rất là ngắn. Hai người làm đám cưới trong vòng tháng thôi, về ở với nhau mới thấy nhiều cái nó chọi. Cưới nhau được bao lâu? Cũng phải gần phải 8 năm đấy. Là mấy đứa con? Một đứa con. Cháu trai hay cháu gái vậy anh? Dạ cháu trai ạ. Và bây giờ cháu đang ở đâu anh? Sống với mẹ cũng được 11 tuổi rồi. Dạ. Rồi bên chị Huệ thì tình trường mình sao chị Huệ? Dạ, thì nói thật ra thì hồi đó em cũng yêu rất là sớm. 19 tuổi là đã yêu. Và khi 21 tuổi thì lập gia đình. Khi mà em sanh đứa con đầu lòng á, là lúc đó bé được 18 tháng là em ra tòa. Thì trong cái cuộc sống thì không phải là ai cũng toàn vẹn hết. Mỗi người đều có một cái tôi của mình. Và mình cũng phải có một cái sức chịu đựng và cái sự dung hòa với nhau. Nhưng mà giữa hai người thì không có được cái sự đó. Với lại lúc đó em cũng còn quá nhỏ, mới có 23 tuổi thôi. Thì cái sự chín chắn của mình nó cũng chưa có. Là em về ở với mẹ em từ lúc con em 2 tuổi. Hiện nay thì cháu đang học lớp 10, là 10, 10 Tết này là 16 tuổi. 16 tuổi, trai hay gái? Dạ con gái chị. Anh nghe cô kia nói như thế anh cảm nhận như thế nào? Cảm nhận cái cuộc sống của cô cũng rất là khó khăn, cũng rất là cần thiếu thốn tình cảm. Và bản thân em đi, mình cũng rất là mong muốn và tìm một cái người mà như vậy, cũng cái hoàn cảnh như vậy. Vì mình cũng nghĩ là một cái người đã trải qua một đời chồng rồi ấy, thì chinh phục họ cũng không phải là cái dễ đâu. Nhưng mà người ta hiểu và người ta rất dễ chia sẻ thông cảm với mình được. Cô gái bên cô muốn tìm một người yêu như thế nào? Chỉ yêu cầu làm một cái người có cái tình yêu thương mình, yêu thương gia đình và cả đứa con gái của mình. Cái nữa là có một cái sự chia sẻ. Không phải là chồng chúa vợ tôi như hồi xưa. Tại vì em thấy bây giờ có rất là nhiều cái hoàn cảnh là thí dụ như chồng làm có điều kiện, nhưng mà thí dụ như em, công việc của em là kinh tế em không có nhiều. Thành ra có cái sự mà xem thường thì
em không đồng ý. Dạ, nói chung vẫn cái chuyện chính mình bị một lần rồi đúng không chị? Là mình mong muốn người bạn đời chỉ cần là thông cảm hoàn cảnh của mình và hiểu cho hoàn cảnh gia đình mình là được đúng không? Em cũng có một lần đó, em cũng có gặp được một cái anh đó là nói chuyện trên Zalo á, thì nói mấy ban cũng 2-3 tháng ấy, ảnh cũng nói là sẽ tìm hiểu rồi thương yêu sẽ cùng mình đó là lo cho con cái. Sau đó em mới lấy một cái số điện thoại khác, em làm một cái nick Zalo khác, em thử ảnh thì ảnh cũng lại nói với cái người đó y như, y như đó với mình, là từ đó là em cắt mất luôn. Niềm tin nữa. Dạ, cũng có một người rất là thương em, cũng rất là chăm chút cho em từng tí từng tí, nhưng mà em không thể nào đến với người ta tại được. Tại sao chị? Lý do là người ta cũng như em, cũng là nữ. À dạ, thành ra hoàn cảnh bi đát như trời. Con gái em nó có nói, nó nói thôi mẹ tìm một người cho mẹ có thể bầu bạn được. Con á là mấy mốt con đi Sài Gòn con học rồi, thì mẹ ở đây á thì chắc có lẽ là một mình như vậy thì buồn. Thành ra em quyết định là em đăng ký đến chương trình. Và em cũng mong muốn là em sẽ gặp được cái người là có thể hiểu hoàn cảnh của mình và thương yêu mình thật sự. Thôi vui lên ha chị ha. Anh nghĩ rằng cái anh bên đây anh cũng hiểu được, anh hiểu được em đó. Nãy giờ anh nghe em nói rất cảm nhận về tất cả mọi thứ rồi. Nó muốn chàng trai này là cái hình dáng thế nào, hình mẫu thế nào? Em có thể diễn tả thử xem giống anh bên đây không? Cao hơn em một cái đầu. Hối như anh Linh vẫn đẹp trai, vẫn duyên. Bụng đừng to quá. Hên quá. Tại vì em nghe nói trên khoa học chứng minh đó là nếu cái người nào mà bụng càng to thì cái tuổi thọ nó sẽ càng thấp. Mày quá. Em không có nói anh Quyền Linh đâu ạ. À, tại em thấy Quyền rất là đẹp trai. Em đâu có nói, em nói hối với anh Quyền Linh rồi. Hối duyên. Dạ. Hối hài hòa. Rồi anh bên đây thì nói chung là chết rồi, cũng có chút chút hối. Nói chung người nào lớn tuổi nó cũng hơi hối hối vậy đó. Nhưng mà hối quan trọng là cái bụng ta nó tốt được rồi ha. Anh cảm nhận rất là hiền. Và anh hiểu được những cái gì mà em nói. Và anh nghĩ rằng anh sẽ rút kinh nghiệm với một cái cuộc tình gọi là 8 năm rồi. Anh ơi, nếu mà em xấu quá, em mập quá, anh có đồng ý không? Cái hình thức nó chỉ là bề ngoài thôi. Đúng rồi. Nãy giờ em cũng chưa nghe là cái mong muốn anh tìm một người bạn đời sau này của mình như thế nào anh? Một người bạn đời thì bây giờ cái tuổi của mình như thế này thì thực tế ra là cũng không có nhiều sự lựa chọn đâu. Dễ nhìn chút là được rồi. Dạ. Còn chiều rất cao dễ thì... nhìn. Chiều cao thì khoảng 1m50 đến 1m60 thôi. Ở trong cái tầm ấy là dễ dính vào mà đúng không? Chứ đâu có đòi được nữa. Tôi có da có thịt được. Ồ, có da có thịt lắm. Nói chung là... Dư. Dạ. Con em nó rất thích ôm em anh. Tại lý do là em rất là êm. Không, dễ thương. Chào anh. À, chào em. Dạ. À, thế anh có cái điều gì mà anh không thích ở người phụ nữ không anh ha? Nóng tính quá. Là nói nhiều quá. Thế hiện tại là anh đang sống với ai ạ? À? Mình sống với ba mẹ, bố mẹ. Nhà thì có mỗi mình. Có một chị gái thì ở ngoài lấy chồng ở ngoài Hà Nội rồi. Ba mẹ lớn tuổi chưa anh? Ba mẹ thì cũng 80 tuổi rồi. Rồi ví dụ như con gái của chị á, thì anh có thể rước về luôn được không anh? Dạ, cái này thì đương nhiên rồi. Cái này là yêu mẹ thì thương con thôi, không có vấn đề gì cả. Dạ, thì, được vậy là mừng, mình yên tâm. Thế hôm nay mình đi với ai hả chị? À, dạ, hôm nay em đi cùng với chị gái kế em. Dạ. Và các chị, có chị lãnh đạo, đồng nghiệp chung. Em là tên là Nguyễn Thị Trúc Giang, em là đồng nghiệp mấy chị em phụ nữ thành phố Bến Tre rất là quý mến đối với em Kim Huệ, tất cả các chị em ở xã phường sắp xếp mọi công việc để đến đây với mong muốn là em của mình có một hôn nhân mới hạnh phúc hơn đối với Kim Huệ. Thì mình nói ra để cho cái gì anh Nam sau này trong mối quan hệ mình cũng biết cái sự thẳng thắn, có nghĩa là mình góp ý, mình phê bình hay mình nói gì đó là rất là khó chịu, khó nghe một chút xíu. Nhưng mà nếu hiểu nhau rồi thì cái chuyện này nó không có thành vấn đề nữa. Riêng đối với bạn Nam á, thì rất là hài lòng. Một người đàn ông rất là chín chắn, chuẩn mực. Và nó cũng từ tốn. Mình thấy nó cũng phù hợp với bạn Kim Huệ. Tại Kim Huệ thì nó năng động, thoải mái và cởi mở. Thì cần có một cái người hài hòa hơn lại với Kim Huệ. Dạ, cảm ơn chị ạ. Hôm nay anh trai mình đi với ai vậy anh? Dạ, có đi mấy bố ạ và cháu. Chào bác ạ. Tôi là ba của Ngọc Anh. Dạ. Lời đầu tiên xin chào chương trình và chào hai MC nổi tiếng của chương trình. Dạ, cảm ơn bác. Là người cha người mẹ thì ai cũng vậy thôi. Đều có một tâm nguyện duy nhất là mong sao con cái của mình yên bề gia thất, chọn được một cuộc hôn nhân hoàn mỹ để xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Yeah. Nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng đạt được cái mong muốn đó.
đồng cảnh, hai người cũng đều là một lần đổ vỡ và đều có con. Thế rồi nay mai thành lập một cái gia đình mới. Chúng tôi thì cũng gần đất xa trời rồi, 80 rồi, cũng không thể nào ở mãi với con với cháu để mà trông nom cho con cháu được. Chỉ có một cái ước mộng duy nhất là con mình sẽ xây dựng được một cái tổ ấm và là lần cuối cùng trong cuộc đời của nó. Dạ, cảm ơn bác nhiều. Bây giờ Quỳnh Linh sẽ mở rào ra để anh chị có thể gặp mặt nhau nha. Rồi, xin tặng em. Dạ, cảm ơn. Dạ. Anh cầm đèn giống nghệ sĩ quá. Thế này này, mình thì đúng là bây giờ mình cảm nhận về nhau một chút. Dạ. Thì anh cũng thấy là em là một người phúc hậu. Anh rất là điểm 10 trong em. Ồ. Ví dụ hẹn hò thời gian rảnh lúc nào em rảnh được? Dạ, cuối em tuần ạ. Cuối tuần, ờ, dạ. Thì cũng hợp lý. Dạ, dạ còn rồi. Thì ban ngày em đi làm hành chánh thôi, còn ban đêm thì ở nhà. Bây giờ mình đã trải qua một lần rồi, mình có một cái kinh nghiệm, có nghĩa là đã vợ chồng ấy thì nhường chút, nhịn chút, chịu đựng chút thì tự nhiên là hạnh phúc đấy hả? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Em cũng cảm nhận được đó. Tại hồi xưa thì nói chung là mình cũng cái tôi mình cũng lớn, mình không có chia sẻ được với ai, rồi không có động viên, thành ra rồi mình không có nắm giữ được cái hạnh phúc của mình. Hôm nay thì có chương trình này là mình đã đến với nhau, đó là một cái duyên. Dạ. Và em cũng mong là mình có một cơ hội cho nhau nhiều hơn. Nhất trí, để mình tìm hiểu. Tìm để hiểu, mình, đúng rồi. Có thể xem là chúng mình có thể tiến trong mấy xa phút này được. Thì cũng không thể là hiểu hết được con người. Dạ, rồi. Đúng rồi. Mình tạo điều kiện cho nhau. Nhưng mà em thắc mắc là sợ nhiều khi em có con rồi á, rồi sau này cái kinh tế trong gia đình á, rồi có phần nào đó là em phải lo cho con em nhiều, rồi anh như thế nào? Dạ, thì cái này thì anh cũng thông cảm hiểu được cái vấn đề đó. Nhưng quan trọng là ví dụ là mình cùng xây đắp, cùng lo. Còn chuyện con ấy, thì ví dụ có yêu mẹ thì yêu con thôi. Cái tuổi này em không sẵn sàng trong việc sinh con nữa, thì thôi thì chúng mình cùng nuôi những cái đứa con đã có cho nó trưởng thành được rồi. Dạ. Vấn đề về đó. Chứ còn thì anh hỏi em bây giờ em có ví dụ làm dâu thì em có ngại hay là có cái gì gọi là khó khăn gì không? Trong em cũng đã chăm sóc người già rất là nhiều, nhà chồng cũng như nhà mình thôi. Yeah. Nếu mà mình thật sự mình toàn tâm vô đó thì có dù có khó như thế nào thì mình cũng sẽ làm tốt được. Anh sẽ hát một đoạn dành tặng em trước, đoạn điệp khúc. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai anh khóc hoa, nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em cần đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho anh. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Đấy là anh hát tặng em. Anh hát rất là hay. Em có 4 câu thơ để đặt tặng chương trình và anh. Em là cô gái xứ dừa, chân thành chất phát nhưng thật thà thương yêu. Yêu thì anh bấm nha anh. Anh Linh, chị Cát, chuẩn bị tiền mừng đi thôi. Thử xem Bến Tre và quận 12 có tổ chức kết hôn với nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình ha anh chị nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau. Đó. Rồi, mời em gái ngồi. Bây giờ thì hai bạn giới thiệu về mình đi. Lời nói đầu tiên em xin gửi đến khán giả trong trường quay một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Em xin gửi đến MC anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường và chào em bên kia. Trời em ơi. Tên thật là Nguyễn Hoàng Thành. Em sinh năm 1991, năm hiện tại em 27 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Công việc chính của em là thợ tóc nam ạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào bạn trai ngồi bên đó và em chào các khán giả trường quay ạ. Em tên là Hà Thị Minh Hồng, em sinh năm 1989. Sinh ra và lớn lên ở Xuân Lộc, Đồng Nai và làm việc thì ở Sài Gòn ạ. Công việc cụ thể là như thế nào? Em là nhân viên sale qua điện thoại đó chị. Tuổi tác thấy vậy có ổn không? Dạ, em thì nhỏ hơn 2 tuổi cũng được, nhưng mà em không thích bạn trai đẹp trai hơn quá. Hả? Kỳ vậy? Lý do? Dạ, tại em sợ bạn thường bạn trai mà đẹp trai á chị là hơi bị ấy ấy á chị. Hả?
Ủa hơi ấy ấy là hơi sao? Dạ hơi ấy là hơi không có được đàn ông á chị. Bên kia có ấy ấy không? Dạ không chị ơi. À, vậy là không có đẹp trai đúng không? Dạ. Đâu phải ai đẹp trai cũng ấy ấy đâu em. Dạ tại giờ đẹp trai là hay bị vậy lắm anh. Trời ơi, chết rồi. Vậy đó hả? Cái này là anh thấy cũng chưa đúng lắm á. Vậy là cái chính là em sợ cái chủ ấy 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 á phải không? Dạ đúng rồi chị. Một chút xíu nữa chị sẽ kiểm tra cái ấy 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 giùm em nha. Vậy kiểm tra coi sao. Người ta nghĩ là những người mà làm bên cái ngành theo cái khía cạnh nghệ thuật á thì những người đó là có hơi vấn đề ấy ấy. À. Nhưng mà thật sự là em rất là chuẩn men ạ. Có ai nói em ấy ấy chưa? Dạ cũng có nhiều người nói đó. Nhưng mà trời ơi. Vậy lấy cái gì để đảm bảo là em chuẩn men? Dạ em đã đi qua bộ đội trường 2 năm mà chị. Vậy dạ, là thì... đảm bảo là chuẩn men đó hả? Dạ. Rồi bạn gái, bạn hãy cho biết ưu điểm và khuyết điểm của bạn là gì? Bạn bè nhận xét của em á, thì em mà muốn tìm ưu điểm của em á, thì giống như mò kim đáy bể vậy đó anh. Trời ơi. Kiểu khó tìm thì cũng tìm ra. Em thấy ưu điểm nổi bật của em là em nấu món kho rất là ngon. Nhưng mà mấy món khác thì được liệt vào hàng là ăn được thôi. Về cứ kho đồ cho chồng ăn suốt vậy đó hả? Bữa kho cá, bữa kho thịt, rồi bữa kho rau, rồi bữa kho tép, rồi dạ, bữa kho dạ đủ không, thứ anh kho ơi, sẽ kết hợp với món luộc anh để cho nó giảm bớt lượng muối xuống anh. Ngoài ra còn gì nữa không em? Dạ được cái là em sống rất là nhiệt tình với bạn bè. Khi mà em tốt bụng thì em cũng cực kỳ là tốt luôn. Nhưng mà đến khi mà em khó chịu mà em không tốt bụng thì cũng không may hơn em hết. Mày có nghĩa là em xấu bụng lắm á hả? Dạ đôi lúc thỉnh thoảng. Trời đất ơi sao em nói thiện nghe. Thì cũng thiện lắm mà ác thì cũng ác lắm hả? Nghe sẽ thấy ghê quá vậy. Rồi cái đó là điểm mạnh đó hả em? Dạ. Vậy còn cái điểm yếu? Điểm yếu của em á là em mặc dù mà tuổi càng ngày càng lớn á nhưng mà em lại ham chơi. Thỉnh thoảng mà em mà vui á, bạn bè rủ nhau đi là đi nhậu tới bến luôn. Trời ơi, rồi. Nhậu nhiều không? Bạn tới đâu em tới đó thôi chứ em cũng không biết tới đâu nữa. Dữ nhất là mấy chai là xỉn. Em uống nhiều quá em cũng không nhớ là vậy, chắc cỡ thùng hay sao vậy. Cái gì? Một lần em uống một thùng? Không có một thùng nhiều người chị. Sức em uống được bằng mấy chai? Chắc cỡ 5-6 chai vậy thôi chị. Thiệt không? Nhìn... Thôi cái đó mà gọi là tới bến cái gì thôi, tôi không tin cô này đâu. Em mà nói bạn trai đi tới đâu em đi tới đó là không phải thùng đâu, chắc dữ lắm rồi. Chết anh lên. Em cũng hiền lắm anh ơi, bạn bè nhận xét rất là hiền lành, tốt bụng anh. Dạ, còn em trai? Dạ thì đặc biệt là tự rất là tự tin trước đám đông. Đúng rồi. Dạ, còn cái nhược điểm của em là sợ côn trùng và sợ độ cao. Ví dụ như là những con giun đất hay con sâu rồi thì em sợ. À. Dạ. Con trai mà sợ con sâu. Buồn buồn mình kiếm cái gì mình giận mình không nghe lời mình lấy con sâu mình quăng vô chơi. Anh có sợ cái khác không anh? Không, anh chỉ sợ về vấn đề mà thứ nhất là độ cao với côn trùng thôi em, còn những vấn đề khác thì anh không, em không phải lo. Sâu thì em sợ nên chắc này em không nhát được anh rồi. Anh thấy mấy chàng trai mà vừa hớt tóc mà vừa hát nghêu ngao để cho khách là nghe đó, em có vậy không em? Cũng thỉnh thoảng và đôi khi. Đâu thử vậy em vậy hớt tóc em hát anh nghe thử. Em đi thi tiếng hát trường năm 2012. Đợt đó là đóng có 5 người. Em đóng trong vai Tí Sách và có bà Trưng bà Chắc nữa. Bà Trưng bà Chịu anh. Bà Trưng bà Chắc đâu ra. Giờ cái con vòng cổ đó mà đội của em đã được vô vòng tứ kết đó anh. Rồi bây giờ vô coi vòng cổ đi ha. Phú khăn trắng đêm nay sẽ làng chẳng can tâm sự thì bá lấy ta từ của phu nhân sẽ được chỗ tình gian nghĩa. Đứng trên vàng quả thiêu ta nguyện là mồi lửa đỏ cho thế bao người chiến sĩ hiên ngang không ngại bước ngoài hùng. Ủa nó nghe nè, sao chữ hùng nó rớt lại đằng sau vậy cưng? Cái đó là do cái nhạc sĩ sáng tác thôi, em cũng không có rõ lắm chị. Phải không? Tôi dạ, nhớ như hùng nó luôn một hơi chứ đâu mà nó rớt ra sao vậy? Ủa là em thi tiếng hát truyền hình luôn đó hả? Dạ em có thi tiếng hát truyền hình 2012 chị. Rồi đậu vô được tới vòng nào? Dạ là em tới vô tứ kết tại thi ba tỉnh đó chị. Là Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ là lúc đó thì nói chung là em mới bị bật ra. Đáng lẽ vô vòng dạ. Nữa nhưng mà giữa chừng đứt hơi đã xuống. Em cũng nói thật với anh Quyền Linh với chị Cát Tường là em cũng theo học bên cao đẳng nghệ thuật ở trên Biên Hòa được 2 năm. Dạ bên thanh nhạc đó chị. Nhưng mà sau cái thời gian là tổ nghiệp không chọn em theo cái nghề và em vẫn đam mê nghệ thuật. Hiện tại là giờ em vẫn đi hát cho ví dụ như tù điểm hay show đó này kia đó. Vậy hả? Dạ. Có đi bộ đội nữa hả? Dạ em có đi trải qua bộ đội 2 năm. Trong đó là có học rèn luyện thân thể rồi tập thể lực dữ lắm phải không? Dạ có. Đâu, là hết tập thử rồi, hết tập thử rồi. Ông này tôi nghi lắm nha. Cũng thẳng thớm lắm mà sao nói chuyện quẹo qua quẹo lại vậy không biết. Rồi, được rồi, khỏe không? Ổn không em? Ổn gì? Nhịp tim đập bình thường không? Dạ, bình thường vậy.
Nói chung cũng có anh kia cũng hết đất tới 30 cái mà ảnh ấy là vẫn ấy mà. Không dễ tôi thương. Tôi nghe hát lạ quá nên tôi tràn qua tôi coi thử. Nói chung là em trai rất là dễ thương ha. Dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thật sự thì em có trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình rồi. Dạ. Vậy khẳng định đàn ông rồi, ngon lành, thấy không? Thì hồi đó là nói chung là em cũng còn trẻ quá, năm khoảng 21 tuổi anh Linh. Giờ sau thì em mới quyết định em đăng ký đi bộ đội anh. Sau 2 năm trong quân ngũ thì giờ con người em thấy em trưởng thành hơn rất là nhiều. Cứng cáp lên nhiều ha. Dạ. Bây giờ là có thể lấy vợ chưa? Dạ được anh. Có thể lo cho vợ chưa? Dạ được. Anh sẽ qua xem đàn gái thế nào dạ. nha. Em chào anh. Chào em gái. Nãy giờ em nghe chàng trai nói bên đây em cảm nhận ảnh thế nào? Dạ em thì nghĩ là ảnh cũng suy nghĩ chín chắn về vấn đề là tìm một người về chung một nhà rồi. Nhưng mà không biết ảnh có bị ấy ấy không chứ bình thường nếu là me tình thôi. Em ơi, nói chung là em cứ tin anh đi, anh không có gì đâu. Bây giờ em muốn thử cái gì cho biết không ấy ấy nè. Em muốn thử cái gì? Xíu ấy hay không em tự kiểm tra. Bây giờ em nói anh Linh nghe về cái tình trường của em đi. Tình trường là em là cao thủ rồi anh. Chắc chắn là không ai qua em đâu anh. Ghê. Nhưng mà em chưa nói hết mà, em còn khúc sau nữa chị. À rồi, khúc dạ, sau. Dạ, nhưng mà mời về cái khoảng là yêu đơn phương. À, yêu đơn phương với vị người ta từ chối không à, chứ không có được thành công. Trời, không nghiệp kỳ vậy, ai mà cô từ... gái cá tính dễ thương thế này mà ai đâu, tại em không nói thôi chứ nói người ta chạy theo đường nước dạ, liền. Em hay mơ mộng lắm chị, em sống hơi phi thực tế chút xíu. Em mơ lúc nào cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm dạng dạng như vậy đó chị. Kiểu như trong phim vậy đó. Kiểu trong phim đó chị. Nhưng mà đến giờ kiểu như tôi xếp vô cái là độc thân bình vững đó chị. Yên tâm, em sẽ có mối tình khắc cốt ghi tâm ở tại nơi đây. Với ấy ấy bên kia. Ấy ấy của em. Bây giờ em muốn tìm một chàng trai như thế nào? Không quá đẹp trai rồi. Là rồi. Chắc chắn. Không ấy ấy đúng không? Dạ đúng rồi, không ấy ấy. Rồi. Hai, chắc chắn là con ấy là lên. Thứ hai nữa là bạn đó có một cái nghề nghiệp ổn định, có khả năng lo cho một gia đình. Nãy giờ nói lo được hết á, lo cho vợ, lo cho con được luôn anh nè. Dạ, ổn định rồi. Dạ cái đó vậy là ok lắm rồi. Rồi dáng dốc sao rồi. Dạ cao thì thấp bạn á cao một xíu, khoảng tầm 1m65 trở lên. Được không? Em như hơi 61 à lên. 61. Lùng hơn rồi. Thiếu chút xíu anh. Với lại thì đi guốc lên. Ý quên. Em đi, cao nhiêu? Đi giày chứ dạ, em 1m62. Em 1m62. Dạ. Rồi. Với lại em thích mang giày cao gót, hỏi bạn đó đi chung với em, bạn đó có ngại không anh? Không có gì không đâu, có bắt qua bắt ghế thôi em không sao hết. Không sao. Rồi, vậy được ha. Có điều gì dạ. không thích nữa người con trai? Ứng keo kiệt quá. Gia không. Trưởng. Bạn mới đi thoáng. Không keo kiệt, không gia trưởng đâu em ơi. Dạ với lại bạn đó phải lãng mạn với ga lăng tí xíu. Cái này quan trọng, có lãng mạn không? Không, cái vấn đề lãng mạn là em rất là ưa chuộng vấn đề đó. Có một kế hoạch lãng mạn gì với sự yêu thích lãng mạn của bạn gái không? Nắm tay với một tung tăng đi giữa rừng hoa hoặc là như thế nào đó, nói chung là em rất là lãng mạn. Nắm tay tung tăng giữa rừng hoa vậy hả? Đó, chị thấy vậy cũng giống trong phim đó em. Dạ cái này nó em thích lãng mạn hơn xíu, ngoài cái nắm tay còn cái gì nữa không? Mưa anh? Mưa. Tổ chức ăn cơm dưới trời mưa đi. Cho nó lãng mạn. Thôi thôi được rồi, bây giờ mình lấy thêm ý kiến của người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em trai ạ. Dạ chào cô. Dạ con chào bác. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Dạ xin chào quý vị khán giả trường quay. Dạ cô xin chào cháu. Dạ. Nãy giờ cháu nói thì cô nghe cháu cũng có điểm, cô cũng ưng ý, cũng là chung một tỉnh với nhau, cũng dễ tìm hiểu với nhau. Dạ. Thì cô thấy con là cũng cô chấm rồi đó, nhưng mà thì không biết là con gái cô như thế nào. Dạ. Thì nếu mà cô mong là sau chương trình hò hẹn này hai con đến được với nhau thì dạ, cô rất mừng. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba anh rể và một chị gái ạ. À. Cho em gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Chị. Và bạn gái trên kia và tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ em chào chị. Theo chị nhận xét á, thì bạn gái bên này thì chị thấy cũng dễ thương. Chị mong rằng sau chương trình này thì hai em sẽ cho nhau một cơ hội để mà có thể tiến xa hơn. Dạ rồi cảm ơn chị. Bây giờ mở rào, mở rào cho ra hai nha. Bên gặp mặt nha. Bắt đầu. Anh chào em. Anh dạ. Có món quà tặng em. Dạ em chào anh, em cũng có món quà tặng anh ạ. Dạ anh, em tặng anh một cây xương rồng. Nếu mà em giống cây xương rồng vậy á, anh có ôm em không? Rất ôm em. Tuy là cây cái xương rồng nó không có nước nhưng mà anh sẽ truyền nước vào anh, vậy. Anh nó có gai anh. Thì anh có sợ gai không anh? Không em. Không sợ gai dạ. Vậy em tặng anh. Rồi cảm ơn em. Khi mà mở cái rèm ra thì anh thấy em rất là xinh. Dạ cảm ơn. Em nhìn anh thấy anh như thế nào? Dạ thì em nhìn anh gương mặt rất là phúc hậu vậy em mến.
À, cảm ơn em. Mà nhìn sơ qua ngoại hình, nếu được chơi xuống dưới thì em thấy cũng không ấy ấy, cũng chuẩn men ạ. Không, cái vấn đề đó thì anh em nói chung đừng lo, tại sinh ra là anh trong cái chân có cái máu đó rồi, cái máu cái nghệ thuật trong người rồi. Đó nên nói chung là em không phải lo. Anh hồi nãy á, em thấy anh bởi hình như hết đất đúng không anh? Nãy em ngồi đây tư dưới bức tường cái em không có thấy được. Thì anh hít lại cho em coi được không? Đó rồi kìa. Tội nghiệp nhỏ không? Lại hết 11 cái rồi đó. Sao ụp mặt xuống đó luôn đi. Thôi vậy được rồi anh ơi. Trời ơi, thấy không? Khuyến mãi luôn thấy chưa? Anh em cảm luôn. Mấy cô gái thích đàn ông hít đất dữ vậy ta. Em muốn hỏi anh một điều là anh sinh năm 91 đúng không? À, anh năm nay anh sinh năm 91, năm nay anh 27 tuổi. Anh có ý định nghiêm túc về vấn đề hôn nhân chưa? Khi mà anh đăng ký lên đây á thì nó không phải mình để lên chương trình truyền hình này để mình được mình lên TV hay cái gì á. Nói chung khi anh lên này là anh nghiêm túc. Thì trước giờ em toàn là yêu đơn phương không anh? Hai người mà cùng yêu đương với nhau thì em cũng chưa có. Vậy anh nếu mà hẹn hò thì anh sao anh? Cổ rất thích lãng mạn đó. Thí dụ lần đầu gặp gỡ, tổ chức sinh nhật cô ấy, em sẽ tổ chức thế nào cho nó lãng mạn, cho cô thích nào? Ví dụ như là anh sẽ làm một, ví dụ cái mướn một cái khán phòng hay là chỗ nào đó. Đó là anh sẽ có bày đồ, những đồ trang trí đó, sinh nhật đồ trong đó đó, rồi có những cái sự lãng mạn nào đó. Nói chung là ví dụ một cái trái tim đó, đó nó... Cụ thể trước mắt là bây giờ hồi nãy nói hát cái gì mà hát cho cổ nghe đó. Dạ, bây giờ em làm hát xong nhưng mà em phải sao đó, em biên tự diễn sao mà cho nó lãng mạn, coi như là bài hát em dành riêng cho cổ. Đứng lên đàng hoàng nó. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thân mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh, làm vợ anh. Tức là giờ em hơi bị đau hồng thế em không lên được phòng cảm xúc mẹ. Do những cái ngày trước á, em nói chung là tại em đã hát đi hát quá nhiều đi nên em không còn giữ được cái giọng của em nữa. Đúng ra cái câu mà làm vợ anh nhé thì phải tập trung hết sức mình lấy hơi này kia. Cái làm vợ anh nhé. Lên cố gắng lắm rồi. Anh hỏi là vợ anh nhé là em đồng ý mà anh chưa nhé nữa nên thôi tôi rút lại. Bây giờ lại câu cuối là ráng hết sức bình sinh. Đúng cái câu cuối lấy, thôi. Lấy bắt hơi đàng hoàng chuẩn bị. Làm vợ anh nhé hát để cho người ta. Trước đó câu quan trọng nghe rõ cái làm vợ em anh nhé nha. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui rất có. Đúng, anh luôn thông cảm với em tại em. Không, anh, không dễ thương mà. Nó thấy lãng mạn lắm rồi. Cố gắng lắm rồi, phải không? Rồi cố gắng hết sức rồi. À, nhưng bữa nay nó hơi hồi hộp thôi. Có nghĩa lúc đầu á là làm vợ anh nhé là nó có trục trặc. Mà nếu bây giờ vượt qua được cái làm vợ anh nhé rồi mà tới cái đoạn anh dắt lối là coi như anh dắt không được là em phải dắt. Nó lại vậy đó. Thôi nói chung là dễ thương lắm. Anh thấy thích hai đứa đó nha. Hai đứa dễ thương lắm á. Rồi chúng ta suy nghĩ thật kỹ nha, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Cô bấm cái gì nữa? Hồi nãy tôi chưa đếm là cô đã bấm rồi. Em thử chị. Thử nữa. Trời đất ơi, bấm thử. Rồi. Ta chưa đếm mà bấm. Sợ bấm không đúng hả? Con xin phép cái bác gái con được cầm tay em. Nắm tay đi. Đó giờ yêu đơn phương không cho nên giờ sợ quá hả? Nên là bấm đại hả? Xin bác gái được hôn cô ấy. Cô chưa hôn ấy, chưa yêu đó. À, con xin phép gái con được hôn rồi. Đó, bác gái gật đầu luôn rồi đó. Trời ơi, nó xin bác gái cho con hôn bác gái chưa, chưa đầu, gật, nó hôn trước rồi. Bác gái mới gật đầu. Còn cô này cũng tài lanh tài lẹt nữa, phải lùng xuống cho ta hôn chi vậy? Dạ, ông mới bắt ghế lên ông hôn chứ.
em thấy anh cũng rung quá nên là em nhúng xuống cho anh hùng cho nó dễ vậy. Giờ vô làm vợ anh nhé đi nè, 2, 3. Cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và chào bạn Nam. Xin chào, chào quý vị khán giả. Con tên là Ngô Thị Xuân Yến, con năm nay là 30 tuổi. Con đến từ Vĩnh Long, hiện tại công việc của con là nhân viên kế toán. Nhân viên kế toán hả? Con cũng làm ở Vĩnh Long luôn. Dạ, ở Vĩnh Long luôn hả? Dạ đúng rồi. Ủa sao Vĩnh Long mà có người họ Ngô ta? Ngô Hồng Vân. Dạ. Ngô Vĩnh Yến. Dạ. Ngô Thị Xuân Yến. Ngô Thị Xuân Yến, Ngô Thị Xuân Yến. Con ngồi kế cô Ngô Đặng Hồng Vân đó con. Ngô Đặng Hồng Vân đó, cũng bốn tên đó. Rồi, nào, mời bạn trai đi. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và chào các quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Toàn, hiện làm nhân viên của một cửa hàng cắt cảnh. Buổi tối thì có những người mà như có đặt thêm bánh thì em sẽ làm thêm. Làm ở đâu? Làm ở quận 5. Quận 5? Là nhà quê ở quận 5 luôn hay là? Quê ở quận 4. Quê quận 4, sống quận 5. Quê quận 4, làm ở quận 5. À, quê quận 4 là quận 5. Lần đầu tiên là chú nghe vậy đó. Xa quá nè. Xa quá. Quê quận 4 là quận 5 xa quá. Xa, bên đó xa rồi, bên đây xa hơn nữa. Bên đây ta tới Vĩnh Long. Bên đây làm bánh hả, tự con làm luôn hả? Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Trai mà làm bánh chắc ngon lắm á, thường á là những người có luôn nè. Tặng bánh chú hả? Chú chút nó có. Chú coi coi. Vậy tưởng lấy ra, trời ơi ngon quá. Thấy bánh cũng mê rồi. Thôi bây giờ con giới thiệu đi. Điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh điểm yếu. Điểm yếu là con hay nóng tính. Mà trước đây thì có một lần còn học á, thì có đọc 7 cái bài. Nóng dữ mày. Dạ. Rồi vì cái tính nóng đó mà cũng xảy ra một cái chuyện nữa là cái tay hồi lúc đó đấm vô tường nó gớm máu. Trời, thứ ghê quá vậy. Thôi bỏ đi. Dạ thì từ lúc mà tập võ đến giờ thì nó cái điềm tĩnh nó lại rồi. À, tập võ là điềm tĩnh. Dạ. Rồi đúng rồi đó. Rồi. Còn điểm mạnh thì thể thao, năng động rồi vui vẻ hòa đồng. Có hồi trước đây con có chơi bên Taekwondo, đá banh với lại điền kinh. Rồi, vậy thể thao quá hả? Dạ. À, đó là môn nào cũng có huy chương hết. À, tốt quá. Ủa có huy chương hết luôn hả con? Dạ có. Wow, chuẩn bị nó quá. Có huy chương làm bánh nữa nè. Hả? Huy chương làm bánh nè. Rồi, còn để bên đây nè, con giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ điểm mạnh con là vui vẻ. Hay tạo tiếng cười cho mọi người. Độc lập, suy nghĩ độc lập với con thích đi chơi đi phượt có con. Đi phượt. Dạ đúng rồi. Điểm yếu của con là cọc với hay nóng tính. Chết cha. Hai đứa cùng nóng hết cơ bộ mệt mỏi à nha. Gái mà điểm là nó cọc. Mọi người mới gặp con lần đầu tiên á thì nói con là rất là khó khăn, mà thật sự là người gặp đầu tiên á là con không thích nói chuyện. Là kiểu giống như là con không có tin tưởng người ta, sợ người ta kiểu giống như là không thích mình hay là kiểu giống như là người ta phải tạo cho con cái sự tin tưởng, tin tưởng. Sự tin tưởng rồi con mới nói chuyện. Gần gũi rồi thân thiết thì con mới nói chuyện đúng không? Dạ đúng còn rồi. Bình thường là mặt con cũng lạnh băng như kem vậy đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, đó là cái điểm hơi yếu đó, đúng không nè? Dạ đúng. Cô thấy cái điểm đó là mình phải khắc phục. Với lại con rất thích nuôi chó. Cuồng nuôi chó luôn. Cuồng chó luôn hả? Cái đó điểm mạnh mà. Cô cũng thích nuôi dạ, chó đúng nữa. Dạ rồi. Rồi bây giờ sẵn thì con nói luôn đi, con có mấy mối tình rồi? Dạ con có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc là còn sinh viên. Con quen bạn đã được 2 năm. Rồi, thời sinh viên bỏ qua đi. Thời mới nhất này. Mới nhất là cũng lâu rồi cô. 4 năm trước lận. Từ 4 năm trước, quen dạ, mấy rồi. Năm thì thôi. Dạ khoảng 1 năm hả? Lý do? Không có hợp cô. Kiểu giống như suy nghĩ mọi người mọi khác. Không có giống nhau. Rồi thôi chia tay luôn. Chia tay luôn. Rồi 4 năm nay ở không vậy đó. Dạ đúng rồi. Chứ lại tính cách con rất là suy nghĩ giống như là suy nghĩ cái gì là phải đúng cái đó. Kiểu giống như là mình không có xác định với người ta thì đừng có làm cho người ta mất thời gian. Đúng rồi. Để chỉ mất thời gian nữa. Được thôi đó. Dạ đúng rồi. Không hợp thì thôi chia tay. Cho nó bớt đau khổ. Chia tay sớm bớt đau khổ á Linh. Em thì con cũng trải qua được
ba mối tình gọi là chính thức. Ba mối chính thức luôn hả? Dạ. Dữ ta. Tại vì cũng lớn tuổi rồi, 34 rồi. Ừ. Thì à, mối dài nhất là mấy năm? Cái mối ba mối tình này đều có gọi là cái định mệnh hay sao á, cứ đúng 2 năm là chia tay. Cứ 2 năm, đúng 2 năm là chia tay. Vậy mối này quen 2 tháng cưới luôn. Cho nó xóa phong thủy đi. Hy vọng là như vậy. Hy vọng vậy dạ. Ha. Con có thích nuôi chó không? Trời, nhà con đang có một con chihuahua. À dạ. Dạ. Cái là cũng có nuôi cũng có thích. Ừ. Dạ đúng. Chào rồi. Cưng. Dạ còn hợp lý đó. Ừ, cũng thích nuôi chó đúng dạ. Không? Ừ. Nay bớt nóng chưa? Bớt lắm luôn rồi. Chứ bên đây nó cũng nóng lắm. Nóng giò lắm. Nó cũng dài tới nách, nó đá cũng ghê gớm lắm chứ không có đơn giản đâu. Ừ. Con tưởng tượng cái người bạn gái của con sao? Con mong muốn như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng, và nói chung là có quan tâm tới cho nhau. Ừ. Biết chia sẻ, san sẻ với nhau. Ừ. Đó là tính cách, còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì cỡ 1.5m trở lên là tính 1.6m là được rồi. Rồi, rồi sao nữa? Rồi, có cần gì nữa không? Ưa nhìn là được rồi. Ưa nhìn là được dạ. Rồi đúng không? Ừ. Cô thấy con tưởng tượng cái người con gái ngồi bên đây là được bao nhiêu phần trăm mà con suy nghĩ? Trong suy nghĩ chắc bên cũng khoảng là 97% rồi. 97 rồi thôi ông hốt luôn đi. 97 rồi còn gì nữa. Thầy nó tự tên 97 luôn đâu. Dạ yeah, được lắm rồi đó. Để qua chú coi 9 mấy nha. Để coi 90 mấy. Trời ơi dễ thương. Đó giò dài tới nách Vĩnh Long đó. Đó hả? Dạ đúng rồi. Ở đâu? Tại quyền nào? Dạ con ở huyện Mang Thít. Mang Thít ngay cổng đi chào đi vô hả? Sao? À, dạ cổng chào đi vô chắc khoảng 10 cây. À dạ. Dạ. À, vậy thì từ quận 5 đi xuống dưới không, cũng không xa gì mấy. Được rồi, cũng không xa mặt cách lòng gì mấy đâu ha. Bây giờ con muốn tìm một mẫu đàn ông thế nào? Ngoại hình thì cỡ giống như Quân IB vậy chú. Hả? Hả? Cái gì? Quân IB. Quân IB, à Quân IB làm gì? Quân IB ca sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Ca sĩ Quân IB à, kiểu giống như là chọn hơi tròn tròn, dễ thương à. Nam tính. Nam tính tròn tròn, tròn, dễ, tròn thương. Dễ thương hả? Mà tỷ lệ không tròn thì sao? Dẹp lép được không? Sao nãy giờ con tả mà thấy giống chú Quyền Linh không à? Nam tính tròn tròn, dễ thương, vui vẻ, hòa đồng á. Dạ. Bạn trai phải là người không có gia trưởng à. Tính cách là phải mạnh mẽ. Phải là quyết đoán, độc lập. Quyết đoán, độc lập, dạ, mạnh mẽ mà không gia trưởng, khó khăn quá. Dạ đúng rồi, là không hút thuốc luôn cô. Ừ, không hút thuốc luôn. Lúc mà con gặp, thí dụ mà con gặp bạn nam nào á, là đầu tiên là phải sạch sẽ, tóc tay phải gọn gàng, tay chân. Mà con nhìn lần đầu tiên là con vô con nhìn. Nhìn cái móng tay liền đúng không? Tay với chân chuốt. Cái chân với cái tay gì? Móng tay, móng chân phải sạch sẽ cô. Sạch sẽ. Con ơi, con thấy sao nè? Đưa tay lên đây cho coi. Cái tay thôi đó, kìa không có móng luôn, con yên tâm, cắt không còn một miếng móng mất nào móng luôn. Là mất móng luôn á. Tính chất công cắt... việc không có thể để nào mà để móng tay dài được. Đúng rồi, cắt xác mất móng luôn. Với lại bạn nam là đừng có nói nhiều nghe cô. Nói nhiều mà thí dụ tính con là nóng nhưng mà nói con thí dụ là con bực con nói lên một cái là thôi, chứ mà nói đi nói lại hoài con nhức đầu là con quạo thêm không mà. Con quạo được con làm gì? Con thèm nói giờ chuyện. Bệnh nó mấy cái đai mà gọi là kêu bằng huy chương về võ thuật đó rồi con làm gì được người ta. Con trốn luôn. Cọc quất liền con sợ gì. Quýnh nó luôn. Chứ à, không đến nổi đâu nha. À, bên đây cũng à, gọi là hiền. Đi tập võ mà mấy người tập võ đó họ rất là kiên nhẫn tập. Đã tập võ rồi bây giờ lại còn thêm làm bánh, làm bánh nữa con. Là coi như đồng dữ lắm rồi. Nó học giỏi làm bánh từ từ nó mới chuyển giới. Ý không? Bảy rồi. Bảy rồi. Chết luôn. Nó chuyển tính cách nhẹ nhàng lại. Rồi đó nó nóng phải không? Rồi nó từ từ nó chuyển hả con? Thấy không? Từ lúc cọc mà đánh vô tường rồi xong rồi học giỏi xong rồi giờ làm bánh. Vậy bữa nó chuyển sản bước trước con bóng này kia nữa. Hai đứa được rồi đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Con đi với ai nào? Ừ, con đi với ai nè? Dạ con đi với em gái. Biết rồi, nãy cô nhìn cô đã thấy rồi. Giống sao y vậy, hai chị em giống y chang vậy trời ạ. Dạ con chào chú Quyền Linh, dạ cô Hồng Vân. Ừ. Dạ quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ con hôm nay con đến hỗ trợ cho chị của con. Ừ, thấy sao nè? Dạ con thấy anh cũng hợp với chị. Cũng nhìn bên ngoài cũng hiền lành.
không tới mức mà nóng giận như lời của anh nói. À, đấy là anh nói hơi lố về mình đúng không? Dạ. Với lại ngày hôm nay thì ba ở nhà, ba cũng hy vọng là hôm nay, sau ngày hôm nay thì chị cũng có thể là có một mối tình nào đó tiến tới lâu dài. Ừ. Là đem bạn trai về giới thiệu với ba đúng không? Ba dạ. Cũng trông dữ lắm rồi. Dạ. Dạ. Thương không? Được rồi. Vậy ha. Rồi em trai đi với ai? Dạ, lúc đầu do có sếp, nhưng mà bữa nay sếp đột xuất đi tỉnh nên không có tham gia. Dạ, yeah. Yeah. Vậy được rồi thôi. À, hai đứa gặp mặt nhau đi rồi tâm sự đi. Nào, mở rào. Đầu đi. Rung hả? Quay qua nhìn đi, rung gì nữa? Quay qua nhìn. Không có rung. Trời. Đó. Rồi đứng lên tặng cái bông luôn. Con đó con gì vậy trời? Không biết con gì luôn. Con kỳ lân hay con gì á? Dạ tại vì mọi người đánh giá em là thô lỗ, cọc cằn, nóng tính. Nhưng mà anh thử tiếp xúc đi rồi anh sẽ thấy nó dễ thương như vậy. Dạ em thích màu này. Em muốn tặng anh một món quà kỷ niệm vào ngày hôm nay mình tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn. Anh thì cũng có cái bánh gọi là tâm động của anh làm. Anh tặng cho em cái bánh để ăn thử. À đây anh cầm đây. Bánh là con tự làm luôn hả? Dạ. Con muốn thử không? Con thử đi. Con thử coi có ngon không. Bánh này hồi sáng con mới thèm. Con mới thèm luôn á hả? Trời ơi, ông trời cũng tính sẵn cho con luôn á. Thèm tự nhiên có trai tặng liền luôn. Vậy là có duyên rồi. Ý trời rồi, con ăn thử liền đi con. Thèm là mình phải hưởng thụ liền. Thử coi cái tài của ảnh sao rồi nói cho ảnh vui. Trời ơi, Linh có thích không? Tôi xin cho một cái nè. Chứ tôi nhìn tôi thấy hấp dẫn dữ lắm luôn á. Thiệt. Không có thích nhiều ăn đi, còn nhiêu để đó. Dễ gì, con bé nó nói sáng nó thèm rồi mà. Không lẽ nó ăn hết. Nó cũng nghĩ tình nghĩa đây là vài con, cái chứ. Con cứ ăn con cảm nhận ha. Con thấy ngon là con khen, mà không ngon là con chê cho cô. Dạ ngon cô. Ngon phải không? À. Đẩy bánh là nó ấy không ngon. Ngoài cái bánh á thì anh có thêm một cái món quà. Cái son anh tặng cho em. Dạ cảm ơn. Đúng cái màu con thích không con? Cái này màu gọi là màu san hô con, neon. Con có thích màu này không, nói cho anh biết. Dạ để con mở cái con. Ừ đó thì con phải nói hết cảm xúc của con khi mà anh tặng đồ á. Tựa tựa như cái màu em đang đánh đó. Dạ sao? Đúng không? Đúng dạ không? Thích cô. Đúng màu con thích không? À, dạ dạ cũng thích. Con cũng thích này đúng không? Đưa cô cất giùm cho nói chuyện đi. Cô ơi, nếu mà cô cần, con sẽ tặng cho cô nè. Không, cô nhiều lắm, cô cất giùm nó thôi. Chứ cô nhìn cái bánh là cô thấy hấp dẫn, cô thích cái bánh hơn. Con ở ngoài hậu trường. Ok, thank you con. Nó có chừa cho mình đó Linh. Nhỏ cũng có hiếu ghê luôn á, có chừa. Rồi, hai bạn tâm sự đi. Chào em. Hiện tại công việc của anh là chiếm cũng thời gian cũng khá là nhiều. Từ 5 giờ sáng cho đến chiều. Em chưa hiểu rõ công việc của anh. Công việc của anh là gọi là chăm sóc cá cảnh. Rồi ví dụ cá là có khách hàng đặt thì anh sẽ chuyển đi các nơi của khắp Việt Nam này, như là miền Bắc và miền Trung. Như là anh hiện tại anh đang gọi là có cái dòng cá mà cao cấp nhất là cá rồng á. Cá rồng là có cái vải nó màu lên màu hả anh? Đúng rồi em. Thích không tặng con? Trời cá đó mắc lắm á. Cá đó mắc lắm luôn á. Cá mà nuôi là phải nuôi mà phải nó phải khỏe chứ nuôi mà nó cá đó là không phải khỏe là mệt lắm. 3 tháng lương của con mới được mua được cái con cá đó đó chú Linh ơi. Cái gì? 3 tháng lương mới mua được cái con cá đó. Con đó bây giờ bao nhiêu con? Dạ con cá đó mà mắc nhất á, hiện tại là khoảng cỡ vậy là 100 triệu. Thôi đó. Thôi về tặng cá bóng đi. Không có nuôi cá, không có bán cá bóng chua rồi. À đó, con thấy cô gài hay không?
Nó nói là một con cá nó 3 tháng lương như vậy, lương của nó 1 tháng 3 mấy triệu á. Thôi con nói rõ ràng, con nói là một con cá bằng 3 tháng lương của con đúng không? 3 tháng lương mà bằng cá 100 triệu. Cá nhỏ cầm cá, cá bự. Con đừng nói cá nhỏ 3 triệu, 1 tháng lương có 1 triệu nghe không nội. Con cá cỡ 20 mấy triệu á. Mấy triệu vậy là lương 1 tháng bao nhiêu? Thì nói cố đoán được rồi đó. Mắc cười quá, khi mà mình yêu nhau mình phải nói liền. Nói cho em cứ là cho em yên tâm là anh là một cái nơi mà vững vàng về mọi phương diện. Thì con thì tầm nói chung là chi phí luôn á thì anh cỡ 9 triệu một tháng. Rồi ok rồi, 9 triệu mà tuổi này là cố gắng phấn đấu làm sao lên được khoảng để coi 15 16 triệu. Đang có ấp ủ là học thêm để mở cái tiệm luôn. Lương nó lương thôi, còn có làm bánh tính riêng chưa tính nữa đó nha. Thì đó, làm bánh lương nhiều hơn là cái vụ cá này, đó. Giếm cái vụ này đặng mai mốt lỡ có chuyện gì còn có quỷ đen. Đúng rồi. Ghê thiệt. Rồi. Bây giờ tiếp đi. Nào, hẹn hò sao? Quê quận 4 làm bánh quận 5 đó. Làm cá quận 5. Nó sai không vậy chú Linh? Vậy là anh đi làm là anh từ quận 4 qua quận 5. Dạ. Sáng đi chiều anh về. Đúng rồi. Vậy chiều vậy anh có thời gian nghỉ không? Thì anh nghỉ ngơi, có khi tối anh đi tập banh hay là đi tập võ. Mua võ, mua võ nó coi cái con nghe mua võ con sợ quá. Tại vì tính con nóng lắm. Em mà nhỏ nhỏ cố gắng, nhỏ thiền, nhỏ làm bánh, nhỏ làm đủ thứ để bớt dằn cái nóng của nhỏ lại. Giờ cái gặp nóng nhỏ này nóng hơn là đã từ hồi là thời trẻ bồng bột. Bây giờ cái tính nóng đó không còn, nói chung là không phải là không còn, ai cũng có cái tính nóng trong người hết, nhưng mà nó sẽ dịu hết đi khi có một người con gái nào ở bên cạnh. Nhưng mà bạn này bạn nói tính bạn nóng dữ lắm luôn. Không sao. Thì lỡ mà bạn nóng quá rồi bạn không, coi bạn như là châm ngòi khai quả cho con lên lại cái nóng của con như ngày xưa thì nữa thì sao? Đi. Con bỏ đi ra ngoài khoảng 5-10 phút đó vô nói chuyện tiếp. Con cũng đòi bỏ đi luôn con. Hai đứa bỏ đi luôn hả? Vậy nhà tụi con phải sắm 2 cái xe rồi đó. Rồi đâu giờ con biểu diễn võ thuật cho bạn gái coi nào. Mình thử mình thể hiện cái tài cái lẻ của mình đi. Cái võ thì chắc ở đây thì thôi con hít đất cho con mà được không? Ông, hít đất được. Hít đất ai hít không được. Chú hít giùm con. Chú hít giùm con. Thôi tội ông mối tôi, Ông mới từ vùng lũ ông về đó, năm sáng nay đó. Tao hít được 3 cái rồi biết á. Giờ là múa võ đi cho người ta bằng gái người ta coi. Nói chung là mình đá một cái bài cú đá gọi là cơ bản nhất. Ừ. Rồi. Cú đá cơ bản nha. Hey. Đây là có huy chương đàng hoàng, nó thế nào ra thế đó. Đó. Đây là những cơ bản nhất của trong Taekwondo. À, giờ con lấy cái bánh, thảy luôn đá bài cái bánh rồi còn hớt luôn. Sao bớt nóng chưa bà? Chứ bà thấy mấy cái đường đó mà nó đá một cái là không có trật cái nào nghe chưa? Bớt cái tánh nóng lại, hiểu không? Kêu nói anh là dạy em làm bánh đi, rồi để bớt, để đầm lại nghe chưa? Ở nhà con thích làm bánh lắm cô. Ờ vậy hả? Dạ đúng rồi, nấu ăn thì đơn giản thì con nấu được, nhưng mà kiểu bánh thì không biết bánh khó làm này đâu, con biết bánh dễ làm thôi. Kiểu giống như là ăn chơi dưới quê với chú. Bánh dễ làm bánh gì nè? Bánh gì nè? Bánh bò con biết làm không? Bánh bò khó à? Khó lắm cô. Ừ. Bánh bò làm được luôn. Bánh bò thốt nốt. Bánh lết được không? Không. Bánh bò thốt nốt ngon lắm á. Thốt nốt nước dừa nữa con ha. Ôi trời ơi. Thốt nốt bánh nước biết gì đâu này nó. Đói bụng quá tự nhiên nghĩ tới cái đó thèm. Bây giờ nè, bên là nữ hát bài tặng bạn gái hay bạn trai gì, nãy bạn trai múa võ rồi đó. Hát bài tặng đi nào. Tự nhiên con rung mắt con quên rồi. Cái gì đâu rung. Con gặp tiếng sét ái tình rồi đúng không? Sao con rung dữ vậy? Con quên lời luôn rồi. Quên lời luôn. Con muốn hát bài gì?
Con tính hát cái xét không hồn á chú. Cái gì? cái gì? Con hát bài gì? Cái xác không hồn hả? Ủa có cái bài đó hả ta? Có, của Nhật Kim Anh. Có cái bài đó hả? Đúng rồi. Ồ, cái xác không hồn á hả? Trời ơi, bài gì đâu mà nghe thấy ghê vậy? Tại vì con thích nghe là nhạc vui, nhưng mà cái kiểu nhạc hơi buồn buồn á, cái tông nó dễ mình hát. Nhật Kim Anh, sao em hát cái bài kỳ vậy Nhật Kim Anh? Lâu lắm rồi. Tại đi hát là con hát mấy bài gì nhẹ nhẹ vậy chú. Cái bài vậy hát như là trong một bộ phim đó. Không nhớ luôn. Thôi vậy là con không nhớ bài gì luôn á hả con? Con hát hay không? Nghe tạm được cô. Vậy cố gắng hát một cái đi cho anh mất hồn chứ. Ta võ thuật vậy mà mình cũng phải. Ở miền Tây là cải lương anh rất thích. Nó đang vui hát sao thành cái xác không hồn luôn. Vậy con hát một đoạn thôi nha cô. Ừ, con hát đoạn đi. Đứng lên hát con. Khoe phọt chứ. Đứng lên khoe phọt. Đứng lên hát cho nó có cục hơi. Con ngồi đúng cô. Con ngồi cũng được nhưng mà nó cũng có cục hơi. Với lại dáng mình đẹp mình đứng lên chứ mắc gì mình phải ngồi. Cô dáng không đẹp cô mới ngồi. Hiểu không? Thôi con ngồi cho con rồi thôi tin. Ngồi hát đi. Thôi khỏi chú Quyền Linh, sợ cái xác không hồn con hát bài khác á cô. Được bài khác con sợ. Cái đó là chuyện của chú Quyền Linh. Ông làm sao mà giờ nó qua nó tới cái sợ ông của luôn rồi. Quyền Linh cãi chú Quyền Linh. Chú có làm sao con sợ. Thì con cứ hát đúng cái xác con hồn đi. Nào. Hát có còn hồn còn xác gì không? Anh biết em mà, phải lo cha mẹ cuộc sống ấm em. Đường tình duyên em đành buông xuôi giữa dòng đời. Anh chớ đau lòng vì một người như em. Chưa hiểu chưa tròn, tâm thần này đành theo gió bay. Vậy đó hả? Cái xác không hồn vậy đó hả? Chưa vô, chưa. Còn khúc sau nữa. Mới vô rồi là dính vô cái xác. Thôi rồi, bây giờ mình đùa chơi vui chút xíu. Bây giờ chúng ta nói về tình yêu đi các bạn. Nào, nếu như mỗi bạn quan niệm về tình yêu và hôn nhân như thế nào? Trao đổi đi. Lên nơi tụi nó kẹt cái là đứa Vĩnh Long, đứa thành phố đó. Không sao, Vĩnh Long thành phố không thì làm giờ, vấn đề gì cả. Bây giờ nói về vấn đề đó trước đi. Hẹn hò sao nè? Thì nói chung là một tháng con có thể dành ra được cái tuần nào nếu mà được thì anh có thể về với Vĩnh Long mỗi tuần một ngày. Tuần nào anh cũng đi được hết. Mỗi tuần một ngày như là một tháng 4 ngày đó. À, một tháng 4 ngày đó đúng không? Đúng vậy. Được không con? Dạ được cô. Khoảng cách đâu có gọi gì gọi là xa. Nó cũng nằm trong phạm vi của trái đất và cũng trong một cái gọi là Việt Nam thôi. Ghê không? Ok, chính xác luôn. Phạm vi và cũng trái đất thôi ha. Đâu có bay ra khỏi vũ trụ đâu. Đúng rồi. Rồi tiếp đi nè. Em muốn hỏi anh là anh làm là lúc trước anh học về cái gì? Anh học về cái gì? Học rất nhiều nhưng mà mọi thứ lại một ít. Anh có học bartender, cũng có học thêm một ít DJ. Nhưng mà cái đó anh không có học thì anh mới chuyển qua làm bên ca cảnh này. Có nghĩa là anh đi học xong là anh thích cái đó một chút là anh đi học thử. Đúng rồi. Học nhiều quá giờ nó mới làm bánh đó. Bây giờ nè, mình nói chuyện về gọi là hẹn hò xong rồi. Bây giờ mình nói chuyện về cái quan điểm tình yêu và hôn nhân của hai đứa đi. Để mình hiểu nhau hơn nha. Bây giờ mình giỡn giỡn cho nó vui rồi quên chuyện tình yêu luôn rồi. Trong cái quan điểm tình yêu của con thì gọi là biết chia sẻ lắng nghe cùng nhau, nắm tay cùng nhau đi hết tất cả những gì mà như là đi phượt nè, du lịch đồ. Một người biết chung thủy vậy là được. Còn em thì người đó phải lo có bản lĩnh, phải có sự quyết đoán, không gia trưởng, phải độc lập về suy nghĩ lẫn tài chính. Cái đó là anh có rồi. Với lại là em thì nóng đó, nhưng mà em muốn tìm một người là tính tình phải là nóng hơn. Nóng hơn trái nhà anh ơi. Là phải chịu được cái tính của em.
Dạ thí dụ tại vì anh mới gặp em thôi là rất là khó, nhưng mà anh nói chuyện với em lâu đi rồi anh sẽ biết. Hiểu tính em thì em rất là dễ, còn mới gặp em thì nói rất em rất là khó. Đâu, anh thấy nãy giờ em cũng đâu có gì gọi là khó lắm đâu. Khó lắm anh ơi, khó lắm, em khó to tính. Vậy em hãy cho mình cơ hội với nhau rồi sẽ tìm hiểu cái tính khó như thế nào. Cho nhau cơ hội thôi. Được rồi, bây giờ mình để tay nút bấm đi, nãy giờ nói chuyện nhiều lắm rồi, mình ngắt ngang cái khoảng này nó mới hồi hộp nè. Đó, cho nhau cơ hội hay không là tùy hai đứa. Bên đây tí móc ở đâu ông ngò ở đâu vậy? Bên đây nè. Đó, các bạn hãy nhắm mắt lại kiểm tra xem nãy giờ mình có thể đùa giỡn với nhau, nhưng đã đến lúc chúng ta phải nghiêm túc lại cảm nhận xem đây có phải là người mà mình sẽ hẹn hò hay không. Bấm nút là trao duyên, là hẹn hò, là hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Còn không thích, cảm giác đây không phải là của mình thì không cần bấm. Nhường nút bấm đó cho người khác nha các bạn. Nhưng các bạn bấm nút, các bạn phải có trách nhiệm với nó. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nắm tay nhau nào. Nút đã bấm. Chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau. Và chính thức ngày hôm nay mình hẹn hò với nhau. Nắm tay lên tay nào. Nhau thật chặt đó. Nhìn đi, nhìn cái móng của người ta đi. Không có một miếng móng nào nghe chưa? Trời ơi, không có miếng móng nào luôn à. Sao không có móng chứ cô? Ý là cô nói là con cắt hết đó. Dạ. Nó soi dữ lắm, nó nói nó soi móng chân nữa. Chút xíu xuống dưới là nó bắt con cởi giày đó. Con đã nhấn nút rồi là ở trong đó nó có cái giống như hợp đồng kèm phụ lục đó con. Con hợp đồng xong nó có phụ lục là phải hung má sau khi bấm nút. Con làm đúng pháp luật đi nha. Nè, nhanh nè, nhanh nè. Trời ơi, một người võ thuật mà không mà chịu thua một cái này, điều này là cô thấy là đó. Cái gì là sao? Ngại lắm cô ơi. Trên sóng truyền hình. Sao? Ủa, sóng truyền hình, con có coi chương trình này chưa? 1.000 cặp đôi thì 1.001 cặp đôi người ta hung một lần. Còn tới 2.000 cặp đôi ta hung hai lần lận. Hai gò má lận. Nha. Rồi nào mọi người ơi, mọi người vỗ tay đi nào. Đó, giống như hút bụi vậy thôi con hiểu không? Hút bụi.